Tôi xin chào các bạn và hôm nay Tony lại quay trở lại với các bạn. Vừa rồi mình có khá nhiều thời gian bận nên lâu lắm rồi mình mới comeback trở lại. Mà lần này á là tôi chơi lớn luôn, khôi một lúc 4 chai của nhà Mandy Torosa. Chơi vậy thiên hạ nó mới trầm trồ. Bạn chơi nước hoa lâu năm thì chắc cũng không còn xa lạ gì đối với nhà Mandy Torosa nữa. Đây là một nhà nước hoa indie. Lưu ý nha, nước hoa indie của Italia chứ không phải là nhà nước hoa niche. Chính vì vậy, chắc chắn là nó sẽ mang tính cá nhân hóa rất là cao. Mùi các chai nước hoa của nhà Mandy Torosa rất là cá tính, rất là lạ. Chưa hết, các bạn có thể thấy cái độ hoàn thiện packaging của nó, cũng như là kiểu dáng của chai hay là cái nắp của cái lọ nước hoa cũng rất là độc đáo. Mình sẽ khui chai đầu tiên theo thứ tự vần ABC. Và chai trên tay của mình ở đây có tên là Albatross. Albatross, theo mình tìm hiểu thì nó có nghĩa là một cái loài chim hải âu. Đây là loài chim biển. Mà khi nghe tới biển thì chắc các bạn cũng hình dung ra được cái nốt của nó là gì phải không? Nốt chủ đạo của nó chính là aquatic. Mình cũng chưa thử chai này bao giờ nên cũng rất là nóng lòng để mà khui siêu nó. Hãy cùng khui siêu với mình nhé. Đây, trước khi khui siêu các bạn có thể nhìn kiểu dáng đóng hộp của chai. Đấy, ở phía trước có một cái tờ giấy để mà giới thiệu tên của sản phẩm. Albatross. Đấy, ở đây hộp được khắc các dòng chữ như là Mandy Torosa ở đây. Rất là độc đáo, rất là lạ, rất là đẹp. Có điều khi mà mình lắc nghe lọc cọc có vẻ là họ không có cái cố định gì ở cái chai nước hoa trong này nên khá là cẩn thận khi vận chuyển nhé. Giờ mà mình muốn khui siêu á chắc là mình phải cắt cái khóa này cắt nhé. Wow, cái chai nước hoa mà cảm thấy hồi hộp. Đây là cái dây thừng nha mấy bạn. Cái dây thừng có sợi khóa nè. Ok. Ở sao ta? Wow. Nhìn kỹ đi các bạn. Đúng kiểu nhà indie. Rất là lạ, rất là cá tính nha. Mà theo như mình biết á thì indie thường là nắp của các chai không có chai nào giống nhau. Đây các bạn có thể thấy nè. Tách mùi nhé. Albatross. Đây là cái chai nước hoa được ra mắt vào năm 2021. Unisex nha bạn. Có trái cây, có hoa ở trong đó. Cái nốt rõ đó là cái aquatic. Chai này dễ dùng, rất là sảng khoái. Cảm nhận giống như là mình đang chơi một cái bãi biển. Nhấm nháp một ly cocktail có dứa, chanh nè. Rất là sảng khoái. Mình cũng cảm nhận được cái nốt hoa hồng trong đây. Có một chút xạ hương nữa, cộng với gỗ tuyết tùng. Những cái nốt này á nó sẽ giúp cho cái chai nước hoa này thêm phần tinh tế và có thể sẽ tăng thêm hiệu suất của nó. Chai tiếp theo cũng là phần A nha các bạn. Archie People. Đây. Cắt dây và cùng khui xuống nhé. Chai tất cả đều khác nhau. Chai này á, chai Albatross này nó có tem à. Có tem phía trước nè, cũng chẳng có ghi tên gì hết. Có khi nào không nhớ tên bóc lộ không? Còn chai này cũng không có tem nhãn gì luôn. Có lẽ là các bạn sẽ phải phân biệt
bằng hình thù cái nắp. Ồ, ồ, nắp lạ nha các bạn ơi. Ồ, có rỉ sét đi luôn nè. Nè, các bạn nhìn kỹ nè, có cái lớp sét ở đây nha. Nè, đấy, đó, khi mà mình lấy tay mình quẹt vô là có rỉ sét đây. Cái này nó không biết có dơ tay không. Thôi, kệ nó, đẹp vào được. Xịt nhé. Đúng theo kiểu indie nha. Cái cảm giác mở đầu rất là thú vị, cho mình liên tưởng đến một cái khu rừng ẩm ướt, giống như mình đang bước vào một cái khu rừng ẩm ướt vậy. Cái nốt gỗ chủ đạo khá là rõ ràng. Cái nốt gỗ này nó được hòa quyện với rêu sồi nè, hổ phách nè. Các nốt hòa quyện với nhau rất là tròn trịa, rất là tuyệt vời. Một cái mùi hương cho mình cái cảm nhận rất là có chiều sâu nha. Và thật sự đây là những cái nốt hương rất là chất lượng. Các bạn hãy cùng xem lại trái nước hoa này nhé. Rất là lạ phải không? Wow, lần đầu tiên được cầm cái chai này luôn á. Lạ và độc đáo. Nãy giờ khui hai chai thì cho ra hai cái mùi cá tính hoàn toàn khác nhau. Một cái mùi rất là tươi mát, dễ sử dụng. Một cái mùi thì có cái chiều sâu và với những nốt hương đầy chất lượng. Mình sẽ đi tiếp vào chai thứ ba. Chai này có tên là Ithaca. Ithaca theo mình tìm hiểu đó là tên của một cái hòn đảo của Hy Lạp. À đây các bạn có thể thấy nha, hình biểu tượng có những cái ngôi nhà trên một cái mô đất tượng trưng cho một hòn đảo. Khu chai này nhé. Wow, đẹp lắm, đẹp rất là. Đây, chai này cũng giống với cái chai đầu tiên là Apatros ha, có tem bằng kim loại nè, tem biểu tượng, biểu tượng hòn đảo. Cái nắp có một cái lớp phủ những tuyến nè, thấy lớp lấp lánh các bạn thấy không? Lắp này chắc là cũng mỗi năm sẽ có một cái điều khác nhau. Ok, có gì thần tem kim loại để nhận diện, không có chữ luôn, không có tên gì hết. Thôi mình đi vào test mùi hương của chai này. Oh, lúc đầu xịt ra tưởng cái bánh nướng hơi ngọt ngọt béo béo, có mùi khói khét khét giống như mùi bánh. Mở đầu của chai này á, mình cảm nhận được cũng là nốt bergamot nhưng mà cũng nhanh chóng bay đi thôi, và sau đó thì các bạn sẽ cảm nhận được á, đó là mùi của nhựa benzoin khá là rõ nha. Mình thấy được cái hoa mộc lan trong này rồi. Có một chút ngọt ngọt của vani. Các tầng hương, các lớp lan á, được hòa quyện một cách rất là hoàn hảo luôn á. Bạn nào mà yêu thích cái nước hoa của Trung Đông thì chắc chắn là sẽ yêu thích cái chai này. Nó cũng có thêm cái nốt gia vị cây cây của ớt nha các bạn. Y chang như nước hoa Trung Đông luôn. Nhưng mà hay, sáng tạo hơn nhiều. Trung Đông nhưng mà nó vẫn có cái nét của châu Âu trong đó. Rất là hay, rất là sáng tạo. Phải nói chai này rất là đánh giá nha, rất đáng để sưu tầm. Và cuối cùng cũng đến chai hot nhất của nhà Mandy Torosa. Đây chính là chai Cirio. Đây là cái chai nước hoa mà phải nói là bán chạy nhất. Và nó cũng rất là khan hiếm nha các bạn. Khan hiếm trong độ khoảng 1 năm năm gần đây, mình kiếm không ra luôn á. Đây, cái biểu tượng đó, đôi nam nữ nè. Đó, các bạn thấy ha. Rồi, bây giờ mình cũng cắt dây khui xiên nó nha. Cắt dây nghe nó đau lòng. Wow.
lắm các bạn ơi. Nắp rất là lạ, không biết là tượng trưng cho quả táo xanh hay là cái mô đất màu xanh. Trên đây có viên đá giống đá cẩm thạch của ta. Đẹp mắt, rất là đẹp mắt. Chai nào cũng đẹp hết các bạn ơi. Chừng nguyên cái bộ này vô tủ chắc chắn sẽ làm cái tủ mình giá trị lắm. Ngày mình sẽ thử nha. Wow, nó sảng khoái mà nó thoải mái tinh thần gì đâu á. Hai cái nốt hương chính của chai này đó là táo xanh và hoa hồng. Nó có vị chua nhẹ nhẹ, vô cùng tươi mới, độc đáo, tuyệt đẹp các bạn ơi. Trước đây mình đã từng sử dụng chai này rồi. Khi mình sử dụng nó đó, mình cứ phải đưa tay lên hít hà liên tục như vậy. Rất là gây nghiện nha. Mùi hương của nó được pha trộn giữa trái cây và hoa một cách rất là nhẹ nhàng và thanh lịch. Sau khi cái lớp hoa và trái cây nó lắng xuống, nó sẽ lộ ra cái lớp nền với các loại gỗ như là gỗ cashmere, gỗ coir. Rất là bí ẩn. Thật sự mình không còn từ gì để có thể mô tả về chai nước hoa này. Như vậy thì mình vừa review xong 4 chai nước hoa của nhà Mandy Torosa. Vẫn còn một số chai nữa đang chờ đường về và mình cũng rất là nóng lòng để mà đón nhận em nó để review cho các bạn. Các bạn hãy đón xem ở những tập tiếp theo nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video clip này. Hãy like và subscribe cho kênh của mình để thêm phát triển. Và nếu như các bạn có mong muốn thử trải nghiệm các chai sản phẩm này thì hãy vui lòng inbox cho Tony nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.